chào mừng khai giảng năm học mới và đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2022-2027. Một lần nữa xin được kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các thầy cô giáo sức khỏe, hạnh phúc, thành công và đem hết nhiệt huyết của mình để dạy dỗ chúng em ngày càng khôn lớn. Chúc các bạn học sinh chăm ngoan, học giỏi, gặt hái được nhiều thành tích trong năm học mới này. Chúc cho buổi lễ khai giảng năm học mới 2023-2024 và lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2022-2027.